Chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đã đến với bản tin nóng bóng đá sáng ngày hôm nay, ngày 6 tháng 3 năm 2024, cùng kênh Kim Thành Vlog. Messi có đồng đội mới. Bayern Munich, Lazio, uy lực vượt trội, đẳng cấp Harry Kane, Müller. Real Sociedad, PSG, Mbappe tỏa sáng, vẽ tích hết về tay. Hãy cùng cập nhật bản tin nóng bóng đá sáng ngày hôm nay cùng kênh Kim Thành Vlog thưa quý vị. Real Sociedad, PSG, Mbappe tỏa sáng, vẽ tích hết về tay. PSG làm khách của Real Sociedad trong trận lượt về vòng 1/8 Champions League. Thầy trò huấn luyện viên Enrique có lợi thế hai bàn dẫn trước sau trận lượt đi nên nhập cuộc khá thoải mái. Chính điều này giúp lối chơi của đội khách thanh thoát và bàn thắng tới ở phút 15. Mbappe có pha phá bẫy việt vị, lừa qua hậu vệ đối thủ rồi sút tung lưới đối phương để mở tỷ số. Đội chủ nhà buộc phải dồn lên để tìm bàn thắng. Tuy nhiên, họ suýt thủng lưới bàn thứ hai ở phút 29 nếu thủ thành Ramiro không cứu thua xuất sắc trước cú đá nối của Mbappe. Hiệp 1 kết thúc với lợi thế dẫn bàn thuộc về PSG. Ngay đầu hiệp 2, huấn luyện viên Enrique đưa Lee Kang-in vào sân và tiền vệ người Hàn Quốc không làm ông thầy của mình thất vọng. Phút 56, Lee Kang-in chọc khe cực nhanh giúp Mbappe hoàn thành cú đúp. Real Sociedad quyết tâm không bỏ cuộc và liên tục tạo ra tình huống nguy hiểm. Barinesia đưa được bóng vào lưới của Donnarumma nhưng bàn thắng không được công nhận do lỗi việt vị. Phải tới tận phút 89, đội chủ nhà mới có được điều mong muốn. Người ghi bàn là Merino với cú đá bổ chuẩn xác. Trung cuộc, PSG giành chiến thắng 2-1 trước Real Sociedad trong trận lượt về và tổng tỷ số sau hai lượt trận là 4-1 nghiêng về đội bóng của Pháp. Bayern Munich, Lazio, uy lực vượt trội, đẳng cấp Harry Kane, Müller. Sau thất bại 0-1 ở lượt đi vòng 1/8, Bayern Munich tràn đầy quyết tâm khi tiếp đón Lazio trên sân nhà Allianz Arena ở trận lượt về. Ngay từ phút đầu, nhà đương kim vô địch Bundesliga liên tục gây sức ép đến khung thành đối thủ bằng những pha tấn công như vũ bão. Dù rất nỗ lực, thủ môn Norveje và hàng hậu vệ Lazio chỉ cầm cự đến phút 38. Thời điểm Harry Kane ghi bàn mở tỷ số trận đấu. Chưa dừng ở đó, đúng vào phút bù giờ hiệp 1, Thomas Müller đánh đầu cận thành, nhân đôi cách biệt cho Bayern. Bước sang hiệp 2, lối chơi của Lazio không mấy khởi sắc hơn. Thống kê chỉ ra đại diện Serie A thực hiện 5 cú dứt điểm cả trận, nhưng không có cú dứt điểm nào trúng đích. Điều gì đến cũng phải đến, phút 66, Lazio bất lực nhìn Harry Kane hoàn tất cú đúp và ấn định tỷ số 3-0 chung cuộc. Giành chiến thắng với tổng tỷ số 3-1 sau hai lượt trận, Bayern Munich hiên ngang tiến vào tứ kết Champions League 2023-2024. Manuel Neuer cân bằng kỷ lục của Casillas. Với việc giữ sạch lưới trong trận đấu với Lazio vừa qua, thủ thành Manuel Neuer của Bayern Munich đã cân bằng kỷ lục của cựu sao Real Madrid Iker Casillas. Theo đó, cả hai đều đang có 57 trận giữ sạch lưới tại Champions League. Neuer cán mốc này chỉ sau 136 trận trong khi Casillas cần 177 trận. Messi có đồng đội mới. Theo phóng viên Garcia Rova, Inter Miami vừa có được chữ ký của Matias Rojas. Tiền vệ tấn công người Uruguay chuyển tới dưới dạng chuyển nhượng tự do. Trước đó, Rojas thi đấu cho Corinthians, nhưng bị đội bóng của Brazil nợ lương nên thanh lý sớm hợp đồng. Vâng, và trước khi tiếp tục video, thì các quý vị đang xem video thấy hay thì like, comment và đăng ký ủng hộ kênh với nhé. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn quý vị rất nhiều. Kante nhận thẻ đỏ trong ngày Al Ittihad thua Al Hilal. Al Ittihad vừa để thua 0-2 trước Al Hilal trong trận lượt đi tứ kết AFC Champions League khu vực phía Tây. Không những vậy, họ còn nhận thiệt hại cực lớn khi Kante nhận thẻ đỏ trực tiếp. Tiền vệ người Pháp có pha vào bóng nguy hiểm với người đồng đội cũ Li Bay trong pha tranh bóng ở phút 64. Barrel lá sắp gia hạn với Inter Milan. Theo nguồn tin từ Italia, Inter Milan đã đạt thỏa thuận gia hạn hợp đồng với tiền vệ Nicolas Barella. Cầu thủ người Italia sẽ ở lại sân San Siro tới năm 2029 với mức lương 6 triệu euro cùng thường. Ngoài ra, Inter đang đàm phán với Lautaro Martinez, nhưng kết quả không quá khả quan. Vòng loại Euro nữ có bảng tử thần. Vòng loại Euro nữ 2025 vừa bốc thăm chia bảng và bảng tử thần đã xuất hiện. Ba đội bóng mạnh của châu Âu là Pháp, Anh và Thụy Điển cùng Cộng hòa Ireland rơi vào bảng A3. Hai đội đứng đầu sẽ giành quyền đi tiếp, trong khi hai đội bóng còn lại bị đẩy xuống nhóm tranh vé vớt. Ronaldo im tiếng, Anna bại trận ở AFC Champions League. Tiền đạo 39 tuổi Cristiano Ronaldo đứt mạch 9 trận ghi bàn, còn Anna thua chủ nhà Al-Ai 0-1 ở lượt đi tứ kết AFC Champions League. Ronaldo trở lại thi đấu sau án treo giò một trận vì có cử chỉ phản cảm, nhưng anh vẫn không thể cứu Anna thoát thua. Thủ quân Bồ Đào Nha dứt điểm 5 lần, trong đó có một cú đá từ giữa sân suýt thành bàn gỡ hòa ở cuối trận. Dù vậy, đại diện Arab Saudi vẫn còn nhiều cơ hội đi tiếp do được chơi trên sân nhà ở lượt về sau đây một tuần. Cơ hội đầu tiên đến với Ronaldo ở phút thứ 6 khi anh ngả người móc bóng ngược chạch cột. Chỉ một phút sau khi đội nhà thủng lưới cuối hiệp 1, siêu sao 39 tuổi có thêm cơ hội vô lê trong cấm địa từ góc hẹp bên phải. Cú sút của anh căng và hướng về sát cột 2 nhưng bị thủ môn Al-Ai đẩy ra. Cơ hội tốt cho Ronaldo đến ở phút 53 từ quả phạt của Ayman bên phải. CR7 vô lên một chạm chân phải từ cự ly khoảng 7m nhưng bóng đập trúng ngực của chính anh trước khi bay vào xa. Anh còn phung phí cơ hội ngon ăn hơn ở phút 80, lần này có thời gian và khoảng trống để sút từ cự ly 6m
nhưng bị thủ môn đẩy ra. Đến phút bù thứ 10 hiệp 2, anh thấy thủ môn dâng cao sút từ vạch giữa sân đưa bóng chệch cột trong gang tấc. Nếu bóng hướng về cầu môn, Ronaldo đã lập siêu phẩm. Ngoài các pha bỏ lỡ, Ronaldo còn gây chú ý với pha dê dắt nhưng bị vấp, người chúi về trước, còn bóng ở lại phía sau. Anh giật lại để lấy bóng nhưng bị cầu thủ An Ilao vào kịp và hít ngã. Khán giả sau đó lại tiếp tục hô tên Lionel Messi để khiêu khích đội trưởng Anna khi anh lỡ cơ hội ghi bàn trận thứ 10 liên tiếp. Trên đường rời sân sau trận, khán giả chủ nhà tiếp tục hô Messi để chế giễu Ronaldo. Lần này, tuyển thủ Bồ Đào Nha đáp lại, hẹn gặp lại ở Riyadh, rồi giơ ngón tay lên và cười tươi. Thưa quý vị và các bạn, chi tiết vừa rồi cũng đã khép lại tin nóng bóng đá mới nhất ngày hôm nay của chúng tôi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại toàn thể quý vị ở những video tiếp theo.